hết. Bạn chỉ cho mình cách giải đi. Mình suy nghĩ nát óc mà không có ra. Chỉ có bạn mới giúp được mình thôi. Mình đang rối não lắm. Bạn đi tìm người khác đi nha. À, nhưng mà lỡ gặp rồi thì bạn giúp mình đi. Mình đã nói không là không mà. Phát hiện bạn ở đây rồi nha. Trốn kỹ quá à. Thiệt tình, hôm nay là ngày gì mà sao bị quấy nhiễu hoài vậy? À, làm gì lố quá vậy? Đang sợ quá à. Gà con ơi. Hả? Là chị Ngọc Lan hả? Bộ em có chuyện gì hả? Có cần tâm sự với chị Lan không? Dạ, do học hành áp lực quá nên em căng thẳng quá trùng luôn ạ. Thôi chị hiểu rồi. Chị nghĩ chuyện này á, em cần phải nhờ người tư vấn để làm thư giãn đầu óc nè. Mà để có người tư vấn thì không ai khác đó là Đốc Tư Khỏe. Đốc Tư Khỏe là người hiểu rõ em nhất. Ai cần tìm Đốc Tư Khỏe nào? Có Đốc Tư Khỏe ngay đây. Trời ơi may mắn quá à. Cần Đốc Tư Khỏe là có Đốc Tư Khỏe xuất hiện liền. Đốc Tư Khỏe ơi, gà con đang bị stress nè, căng thẳng nè. Bây giờ mình có cách nào để gà con cải thiện được tình trạng này không? Không cần phải lo lắng nữa. Đốc Tư Khỏe và rau má đều giúp được cho gà con nè. Cụ thể trong rau má có chứa hàm lượng lớn hoạt chất saponin và triterpenoid, có khả năng thư giãn mạch máu, giúp giảm đi tình trạng lo âu. Dạ, hai hoạt chất này còn có khả năng cải thiện tình trạng mất ngủ. Khi hệ thần kinh được thư giãn sẽ giúp giấc ngủ sâu hơn đó ạ. Rau má ơi, vậy thì cách dùng em như thế nào để giúp giảm stress, giảm lo âu và ngủ ngon hơn nè? Dạ, có thể rau má em đã được thành bột rau má, đã được sấy khô. Sau đó trộn 3-5 gram bột đó với nước hoặc sữa, uống trước bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ nha. Vậy thì khi dùng rau má chúng ta có cần phải lưu ý điều gì không Đốc Tư Khỏe? Chỉ nên dùng rau má khoảng 40 gram một ngày, từ 2-3 lần trong một tuần và không nên dùng liên tiếp 6 tuần. Nếu muốn sử dụng tiếp thì nên tạm dừng ít nhất là nửa tháng rồi mới uống nha. Vừa uống nước rau má xong, hạn chế ra nắng vì trong rau má có các hoạt chất phản ứng rất nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Trong trường hợp uống nhiều rau má mà ra nắng gắt ngay có thể khiến bạn bị bất tỉnh, mê man. Những người thuộc thể hàn, mắc bệnh gan nè, tiểu đường, cholesterol cao không nên dùng rau má. Đặc biệt, phụ nữ mang thai và đang cho con bú cũng tránh dùng rau má nha. Tốt nhất là nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng rau má. Nếu cảm thấy tình trạng stress, căng thẳng, lo âu không thuyên giảm thì chúng ta cần đến thăm khám tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán và có phác đồ điều trị cụ thể nha. Vậy thì gà con yên tâm, từ bây giờ thì tình trạng căng thẳng stress kéo dài sẽ sắp được cải thiện rồi. Dạ, đúng vậy ạ. Thời lượng chương trình đã hết rồi, Ngọc Lan và Đốc Tư Khỏe cũng như các bạn nhỏ xin phép được chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại. Bye bye.